Hello mọi người, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục về Sky Fire 3D tập 4. Thế nay thì chúng ta sẽ tiếp tục nhằm sử dụng máy bay thứ tư. Thank you.
Hoàn thành rồi. Màn cuối cùng của phần 4. Hoàn thành. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tạm thời tới đây. Nếu ai nào thích video này thì đăng ký kênh của mình. Mình sẽ làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.